Từ nay tới cuối năm thì các bộ ngành địa phương cần đẩy mạnh tiêu dùng hàng hóa dịp Tết cuối năm, nội dung trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể, cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu trong nước. Cuối năm còn là cơ hội để thu hút du lịch trong nước và quốc tế mùa cao điểm, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu 13 triệu khách quốc tế năm nay.